chấn động. Tiên tri báo trước cực chính xác, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Gặp thời phất mạnh, đón vận may liên tiếp, ôm trọn lộc trời cho, nghèo khó mấy cũng đổi đời đại gia. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 thân mến, thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên gương mặt và những bước chân chậm chạp là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn cũng là lúc ông bà cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc và đến tuổi xế chiều này. Nhiều quý cô bác tuổi Mậu Tuất cũng rất cần quan tâm đến vận hạn tài lộc, gia đạo và sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Được biết bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958, cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức luôn làm việc thiện, nên đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, dù được dự báo bản mệnh bị nhiều hung tinh rình rập, nhưng sẽ được ơn trên ban lộc, lục hợp chống lưng, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, tai qua nạn khỏi, dược hạn dương lên, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân dạng 10. Đặc biệt mừng một cái là đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch tới, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh tuổi Mậu Tuất. Cái vận của 1958 sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi. Tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu dương thổ, địa chi Tuất dương thổ can, và chi cùng hành thổ, quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người. Cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa, là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình, Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 là một hành trình dày đặc những câu chuyện cảm xúc và bài học quý giá. Nếu bạn đã từng gặp một người tuổi Mậu Tuất, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự chân thành và nhiệt huyết trong họ. Họ là những người sống rất thật với bản thân và với mọi người xung quanh, không thích giả dối hay phô trương. Những người này luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những sự kiện lớn lao. Với bản tính cởi mở và thân thiện, người tuổi Mậu Tuất thường dễ dàng kết nối với mọi người. Họ có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền chặt. Sự chân thành của họ thu hút nhiều người, điều này giúp họ xây dựng một mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, đôi khi chính sự tin tưởng và cởi mở đó lại khiến họ phải đối mặt với những tổn thương. Người tuổi Mậu Tuất rất nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình và họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Cuộc đời của Mậu Tuất không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Họ đã phải trải qua không ít khó khăn và thử thách. Sự kiên nhẫn và bền bỉ chính là những phẩm chất giúp họ vượt qua mọi cản trở. Họ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Với họ, mỗi thất bại chỉ là một bài học quý giá, và mỗi khó khăn đều mang đến cơ hội để họ trưởng thành hơn. Điều này khiến cho người khác phải nể phục và cảm thấy khâm phục. Ngoài ra, Mậu Tuất còn có sự nhạy bén và thông minh trong công việc. Họ thường nhìn thấy những cơ hội mà người khác không thể thấy. Sự sáng tạo và khả năng phân tích vấn đề giúp họ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng gặp phải áp lực lớn từ công việc. Điều này có thể khiến họ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Dù vậy, họ luôn tìm cách để tự động viên bản thân, nhắc nhở mình rằng mọi thứ đều có thể vượt qua nếu họ giữ vững niềm tin. Trong tình yêu và gia đình, người tuổi Mậu Tuất là những người rất chu đáo và tận tâm. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương.
Sự quan tâm và chăm sóc của họ giúp cho gia đình luôn tràn đầy yêu thương và ấm áp. Họ là người bạn đời đáng tin cậy, người cha, người mẹ, luôn quan tâm đến con cái, luôn lắng nghe và đồng hành cùng chúng trong từng bước đi. Trong mối quan hệ gia đình, có lúc sóng gió cũng xảy ra, mâu thuẫn bất đồng giữa các thành viên là điều khó tránh khỏi, có thể là những bất đồng trong quan điểm sống, hay đơn giản là sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Những lúc như vậy, mâu thuẫn lại phải gán giá nỗi buồn, chịu đựng sự im lặng của những cuộc cãi giả và tìm cách hàn gắn tình cảm. Họ biết rằng sự hòa hợp trong gia đình là điều quan trọng nhất và họ không ngại hy sinh cái tôi của mình vì điều đó. Với những người lớn tuổi, sức khỏe là một nỗi lo lắng lớn. Thời gian trôi qua, cơ thể không còn dẻo dai như tru ô, dây bệnh tật có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nỗi lo về sức khỏe và chi phí y tế có thể khiến Mậu Tuất cảm thấy căng thẳng. Những ngày mà họ phải thường xuyên khám sức khỏe đối diện với những kết quả xét nghiệm không như mong đợi là những khoảnh khắc khó khăn mà không ai muốn trải qua. Nhưng trong tất cả những khó khăn đó, người tuổi Mậu Tuất luôn biết tìm ánh sáng ở cuối con đường. Họ có một niềm tin vững chắc vào bản thân, vào những giá trị mà họ đã xây dựng trong suốt cuộc đời. Họ không ngại làm việc chăm chỉ và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng họ luôn giữ vững niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn. Mỗi khó khăn mà họ trải qua đều mang lại một bài học quý giá. Họ học cách kiên nhẫn, học cách yêu thương và thông cảm. Họ hiểu rằng chính những vấp ngã sẽ giúp họ đứng lên mạnh mẽ hơn. Và khi nhìn lại những chặng đường đầy gian trân, lại chính là những bước đệm dẫn đến những thành công trong tương lai. Cuộc đời của Mậu Tuất với tất cả những khó khăn vất vả và chông gai chính là một hành trình đầy ý nghĩa. Đó là hành trình của những người không ngại khó, không ngại khổ và luôn tìm kiếm ánh sáng ở những nơi tối tăm nhất. Hãy cùng chúc cho người tuổi Mậu Tuất, những người đã trải qua không ít sóng gió, sẽ tìm thấy được bình yên và hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Thời điểm đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sẽ chào đón một giai đoạn đầy hứa hẹn khi có sao Thiên Đức tới ghé thăm, mang đến nguồn năng lượng lạc quan và sự tự chủ mạnh mẽ. Những ai thuộc con giáp này sẽ cảm nhận rõ ràng tinh thần tự tin và ý chí quyết đoán trong từng bước đi của mình. Sự chủ động và quyết tâm này không chỉ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, khiến họ tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bạn. Đôi khi bạn sẽ nhận thấy mọi người dễ dàng chấp nhận và làm theo những chỉ dẫn của mình một cách tự nhiên và sẵn lòng đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Tuổi Mậu Tuất như được tiếp thêm sức mạnh vô hình, bản mệnh tràn đầy nhiệt huyết và luôn sẵn sàng cho những thay đổi mang tính đột phá, những ý tưởng độc đáo mới lạ xuất hiện. Và bạn không ngần ngại biến chúng thành hành động, vượt qua những giới hạn của bản thân. Sự sáng tạo và tiên phong của bạn không chỉ là động lực cho chính bạn, mà còn là ngọn đèn soi đường cho nhiều người khác. Mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng tích cực từ bạn và được truyền cảm hứng một cách tự nhiên. Ngoài ra, cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những cộng sự cũ cũng xuất hiện, đặc biệt nếu bạn và họ từng có những thành công trong quá khứ. Đây có thể là thời điểm vàng để tái hợp và cùng thực hiện những dự án đầy tham vọng. Hãy chuẩn bị cho những cuộc thảo luận quan trọng, nơi mà bạn có thể đưa ra những ý tưởng táo bạo mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong thời điểm này, điều quan trọng nhất là giữ vững lời hứa. Đôi khi sự hào hứng có thể khiến bạn đưa ra quá nhiều lời hứa, nhưng hãy nhớ rằng việc thực hiện chúng mới là điều quan trọng nhất. Một khi đã nói ra, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ hoàn thành những gì đã cam kết. Nếu không, sự tin tưởng từ người khác sẽ dễ dàng bị tổn thương. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đòi hỏi bạn phải kiên định và trách nhiệm với những quyết định của mình. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tích cực để tạo dựng những bước tiến vững chắc trong công việc và cuộc sống. Về mặt tình cảm, sao Thiên Diêu xuất hiện trong thời điểm này báo hiệu sự đào hoa mạnh mẽ. Dù bạn đang độc thân hay đã có đôi, ngoại hình cùng với cách giao tiếp của bạn thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác giới. Tuy nhiên, cần phải tỉnh táo và giữ gìn ranh giới trong các mối quan hệ. Sự hấp dẫn có thể mang đến những cảm xúc mới lạ, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ ngoài luồng, đặc biệt nếu chúng gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Sự dứt khoát và thẳng thắn sẽ giúp bạn duy trì được sự cân bằng cần thiết trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Tuất sinh 1958,
đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Bước vào thời điểm đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất dường như nở rộ, đặc biệt là nhờ vào sự thông minh, nhanh nhẹn và khiếu hài hước vốn có của bản thân. Những phẩm chất này giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ rộng rãi, mang lại lợi thế không nhỏ trong việc kinh doanh, buôn bán. Những kết nối này không chỉ giúp bạn có được nguồn hỗ trợ đáng kể, mà còn là cầu nối giúp sự nghiệp thêm vững vàng. Trong thời điểm này, sự xuất hiện của sao chính ấn đóng vai trò vô cùng quan trọng, tương trợ mạnh mẽ cho những dự án mà bạn tham gia. Đây chính là thời điểm thuận lợi để bạn tiếp tục triển khai hoặc mở rộng những kế hoạch còn dang dở. Những khó khăn mà bạn lo ngại bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhờ vào sự hỗ trợ này. Chính sự nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác của bạn cũng góp phần giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Ngoài ra, sự xuất hiện của một đối tác tiềm năng trong thời điểm này cũng là dấu hiệu tốt cho những ai đang tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, bạn cần phải luôn giữ sự tỉnh táo và cẩn trọng trước khi quyết định bắt tay vào bất kỳ dự án lớn nào. Hãy thử làm việc cùng họ trong một vài dự án nhỏ để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả làm việc chung. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được rủi ro, mà còn tạo điều kiện để xây dựng mối quan hệ lâu dài bền vững hơn. Đối với nam mệnh tuổi Mậu Tuất, sao Thái Dương các tinh xuất hiện như một ngọn đèn soi sáng cho con đường sự nghiệp của bạn. Những thuận lợi và thành công liên tiếp có thể khiến bạn cảm thấy như đang bước trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc bạn cần giữ đôi chân mình vững trên mặt đất. Thành công dù lớn đến đâu cũng chỉ là tạm thời nếu bạn không tiếp tục nỗ lực. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để vạch ra những kế hoạch hành động tiếp theo với những mục tiêu cao hơn, nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục và bền vững. Đừng để mình bị cuốn vào cảm giác ngủ quên trên chiến thắng. Việc duy trì sự tỉnh táo và định hướng rõ ràng sẽ giúp bạn không chỉ vượt qua những khó khăn hiện tại, mà còn mở rộng cơ hội trong tương lai. Bạn có thừa khả năng để đạt được những thành công mới, nhưng điều quan trọng là phải luôn tiến bước, không ngừng học hỏi và sẵn sàng cho những thách thức tiếp theo. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này là thời gian để bạn củng cố con đường công danh, sự nghiệp của mình, cũng xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững và phát triển kế hoạch dài hạn cho tương lai. Với sự hỗ trợ của các sao tốt, hãy tự tin bước tiếp, đồng thời cũng cần tỉnh táo và không ngừng nỗ lực. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch đánh dấu một giai đoạn thịnh vượng về tài chính cho người tuổi Mậu Tuất, với những quyết định thông minh và sáng suốt trong việc quản lý đầu tư tài chính. Bạn đã tạo ra một dòng chảy liên tục của các nguồn thu, những khoản tiền lần lượt đổ về, mang lại cho bạn cảm giác an toàn và ổn định về kinh tế. Sự sung túc này không phải là điều may mắn bất ngờ, mà chính là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ, những khó khăn mà bạn đã vượt qua trong suốt thời gian dài. Có thể bạn đã trải qua nhiều công việc khác nhau, chấp nhận những thử thách và gian trân để gia tăng thu nhập. Giờ đây những gì bạn gặt hái là thành quả ngọt ngào sau chuỗi ngày không ngừng cố gắng. Đặc biệt đối với những ai duy trì lối sống tiết kiệm, khéo léo trong chi tiêu, đây là lúc bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ, như một cách để tôn vinh những nỗ lực của bản thân. Một trong những dấu hiệu may mắn của thời điểm này là sự xuất hiện của sao Bát Bạch bay về hướng chính Bắc. Đây là dấu hiệu vô cùng tốt cho những ai làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Cơ hội phát tài dường như đang đến rất gần, mang lại thành công và sự ngưỡng mộ từ nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thành công này không đến từ sự may mắn tức thời, mà là thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì và tâm huyết mà bạn đã bỏ ra. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc việc chia sẻ may mắn của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn. Một khoản tiền nhỏ dành cho từ thiện không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn mang lại cho bạn niềm vui và cảm giác bình yên trong tâm hồn. Việc cho đi không làm ảnh hưởng nhiều đến tài chính của bạn, nhưng lại có sức mạnh lớn trong việc nhân lên niềm hạnh phúc và sự an lạc. Với một thời điểm tài lộc dồi dào như thế này, hãy tiếp tục giữ vững sự tỉnh táo, sáng suốt trong các quyết định về tiền bạc. Đừng quên rằng việc bảo vệ và gia tăng tài sản là một quá trình dài hơi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo trong việc quản lý. Bạn đã đạt được nhiều thành công, nhưng cũng đừng ngần ngại mở lòng và chia sẻ niềm vui ấy với những người xung quanh.
Xét về phương diện tình cảm gia đạo, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Xem tử vi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, nguyệt lệnh quan đới khiến người tuổi Mậu Tuất sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con cháu trong nhà. Bên cạnh đó, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm để con giáp tuổi Mậu Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ. Hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng, ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm. Khi có những người sa đà với mối quan hệ không lành mạnh, bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương mà dương thì tội, bạn cần chấm dứt càng sớm càng tốt nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch đánh dấu sự thay đổi thời tiết rõ rệt. Khi cái lạnh bắt đầu lan tỏa, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất. Đây là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc đặc biệt, nhất là đối với những ai đã bước vào độ tuổi cao niên, khi mạch máu dễ gặp vấn đề gây ra nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này cần được đặt lên hàng đầu. Đối với việc tập luyện, mặc dù vận động thể chất là điều cần thiết để duy trì sức khỏe, bạn cần phải lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc các động tác giãn cơ sẽ giúp lưu thông khí huyết mà không gây áp lực quá lớn lên cơ thể. Tránh những hoạt động quá sức vì chúng có thể gây tác động xấu đến tim mạch và sức khỏe tổng thể của bạn. Thời tiết đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch thay đổi nhanh chóng giữa nóng và lạnh. Vì vậy, việc chọn trang phục sao cho phù hợp cũng là điều cần được lưu ý. Mặc nhiều lớp áo sẽ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường, tránh bị cảm lạnh hoặc sốc nhiệt. Đặc biệt vào buổi sáng và buổi tối, khi nhiệt độ xuống thấp, hãy giữ ấm cơ thể bằng áo khoác hoặc khăn quàng để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến lối sống và thói quen sinh hoạt của mình. Đối với những người thường xuyên tụ tập uống rượu, chè với bạn bè, đây là thời điểm nên hạn chế các hoạt động này. Việc lạm dụng rượu, bia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cơ thể trở nên suy yếu, khó phục hồi khi thời tiết khắc nghiệt. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân tại nhà, đọc sách, nghe nhạc hoặc xem một bộ phim yêu thích. Điều này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn tạo ra không gian tĩnh lặng để tạo năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Để giảm căng thẳng sau một ngày dài làm việc, nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ có thể là giải pháp tuyệt vời giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Những bản nhạc êm dịu sẽ giúp cơ thể thư giãn, đầu óc thả lỏng, từ đó tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon và sâu hơn. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần tăng cường sức khỏe toàn diện. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Tuất cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe, từ chế độ tập luyện đến sinh hoạt hàng ngày. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể để có những biện pháp phù hợp, đảm bảo sức khỏe tốt cho những tháng tiếp theo. Cẩm nang dượng dận đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Khẩu quyết: những kẻ xấu thường núp bóng người tốt, nhớ cẩn trọng hơn. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết những cơ hội và thay đổi đáng chú ý đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Cùng với cẩm nang dượng dận đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Mậu Tuất sinh 1958, điều này sẽ giúp cho quý bản mệnh biết được thời điểm vàng đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Đầu tiên là tử vi từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tử vi thấy rằng thời điểm này sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất không có nhiều biến động tích cực. Mậu Tuất cần chú ý hơn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như với lãnh đạo, chớ nên lơ là mọi việc theo ý mình mà khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng. Tình hình tài chính trong thời điểm này có điểm sáng,
chủ yếu là với người làm ăn kinh doanh, các kế hoạch vào nguồn nên bạn không cần phải quá vất vả, cũng vẫn thu tiền về đầy túi. Tuy nhiên, con giáp này vẫn chớ nên chủ quan, lơ là, tạo điều kiện để kẻ khác vượt qua. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên cho tuổi Mậu Tuất làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù tiền rủng rỉnh đến đâu thì dần dần Mậu Tuất cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Thời điểm này chuyện tình duyên cũng chưa có nhiều khởi sắc, người đã lập gia đình nên chủ động hơn trong việc xuống nước làm lành với nửa kia. Bản mệnh chớ đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, lúc nào cũng muốn người ấy phải chiều theo mong muốn của mình. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Con số may mắn là 24, 65, 98 và 70. Tiếp theo là tử vi từ ngày 25 tháng 10 đến hết tháng 10 âm lịch cho tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Thời điểm này nhìn chung khá thuận lợi đối với người tuổi Mậu Tuất, dù không phải điều gì cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Cấp trên có thể giao cho Mậu Tuất những nhiệm vụ khó khăn, song nếu bạn tập trung hoàn thành thì nó có thể trở thành cơ hội để Mậu Tuất thăng tiến. Phương diện tài lộc cũng có những tiến triển khả quan, bản mệnh tìm ra hướng đi mới, nên nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, dù hơi vất vả một chút. Song Mậu Tuất vẫn có thể nhận thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp xứng đáng, tuổi Mậu Tuất sẽ thu được tiền về đầy túi. Thời điểm này thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nếu muốn tìm được người phù hợp thì Mậu Tuất nên chủ động hơn, tin rằng với tính cách thú vị của mình, bạn có thể thu hút được rất nhiều đối tượng khác giới. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người đã ổn định hơn trước đây, dù đôi khi vẫn khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng thông qua những mâu thuẫn ấy, đôi bên thêm hiểu và thông cảm hơn cho nhau. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu cà phê và màu nâu. Con số may mắn là 96, 54, 40 và 13. Quý khán giả thân mến, ngay sau đây sẽ là 3 điều cấm kỵ mà tuổi Mậu Tuất sinh 1958 cần tránh đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. 1. Là tránh xung đột và tranh cãi đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Người tuổi Mậu Tuất dễ gặp phải những căng thẳng trong giao tiếp xung đột không đáng có trong gia đình hoặc công việc. Những mâu thuẫn này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng mà còn làm suy giảm sức khỏe, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Đặc biệt việc không giải quyết kịp thời những tranh cãi có thể gây ra hậu quả dài hạn. Cách hóa giải: sử dụng lời nói nhẹ nhàng khi trò chuyện. Bạn cần giữ giọng điệu ôn hòa, tránh những lời lẽ gay gắt. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người khác trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Thực hành thiền định. Thiền định hàng ngày giúp bạn tĩnh tâm, giữ được sự bình an trong tâm trí, từ đó dễ dàng tránh xa những tình huống căng thẳng. Đeo trang sức phong thủy, đá quý như thạch anh hồng và ngọc lục bảo giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực, hóa giải xung đột và giúp gia tăng sự hài hòa trong các mối quan hệ. 2. Là tránh đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch là khoảng thời gian mà người tuổi Mậu Tuất cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tài chính. Đầu tư lớn hoặc thay đổi công việc có thể không mang lại kết quả như mong đợi, thậm chí có thể gây ra những tổn thất không lường trước được. Thời điểm này không phù hợp cho những thay đổi đột ngột trong lĩnh vực tài chính hay sự nghiệp. Cách hóa giải: đánh giá kỹ lưỡng. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào, hãy cân nhắc thật cẩn thận và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đó, thực hiện các dự án nhỏ. Thay vì mạo hiểm với những khoản đầu tư lớn, bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ an toàn và có khả năng kiểm soát tốt hơn. Sử dụng vật phẩm phong thủy, đặt cây tài lộc và đồng tiền may mắn hoặc các vật phẩm phong thủy khác tại nhà hoặc nơi làm việc để tăng cường vận may và ổn định tài chính. 3. Là tránh đi xa hoặc tham gia vào các hoạt động mạo hiểm đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Không phải là thời gian thích hợp để người tuổi Tuất thực hiện những chuyến đi xa hay tham gia vào các hoạt động mạo hiểm, nguy cơ gặp phải tai nạn hoặc những sự cố bất ngờ là khá cao. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hành trình dài hoặc những hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Cách hóa giải: lên kế hoạch kỹ lưỡng nếu có việc cần thiết phải di chuyển,
Hãy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng từ trước và luôn mang theo những vật dụng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân. Chọn ngày tốt nếu có thể, chọn những ngày tốt hợp với tuổi của bạn để xuất hành nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh các điều không may mắn. Đeo vật phẩm bảo vệ, mang theo bùa hộ mệnh hoặc vòng tay phong thủy có tác dụng bảo vệ như mã não hoặc đá mắt hổ để tăng cường sự an toàn, giúp bạn luôn được bảo vệ trước những rủi ro tiềm ẩn. Đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, người tuổi Mậu Tuất cần thận trọng trong các mối quan hệ tài chính và các kế hoạch di chuyển. Bằng cách áp dụng những biện pháp phòng ngừa phù hợp, bạn sẽ giữ được sự bình an và tránh xa những rủi ro không đáng có. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh 1958 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh cụ thể như sau. Phật Di Lặc, tượng Phật Di Lặc với nụ cười rạng rỡ giúp giải tỏa những mệt mỏi căng thẳng. Đặt tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một không gian lạc quan và tích cực, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc và tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc. Tượng cũng là biểu tượng của sự sung túc và phú quý, mang lại hy vọng cho sự thành công trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, tác dụng của biểu tượng Phật Di Lặc không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa căng thẳng, đồng thời tạo ra cơ hội cho sự thấu hiểu và hòa giải trong mối quan hệ, cả trong công việc và cuộc sống ngày thường. Thiềm thư tượng cóc ba chân, còn được gọi là cóc ngậm tiền, đã lâu đã trở thành linh vật đặc biệt trong văn hóa phong thủy, mang theo mình sự trấn bảo và mang lại nhiều điều phổ biến. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng hóa giải những điều không may mắn và tạo ra sự cân bằng trong môi trường xung quanh. Đặt tượng này trong không gian làm việc hay cuộc sống, người mang mệnh đại hải thủy có thể thu hút dưỡng khí, tạo cơ hội cho sự thịnh vượng và chiêu tài. Với tượng cốc ba chân, người tuổi Mậu Tuất có thể tận dụng sức mạnh của linh vật này để tạo ra một môi trường tích cực thuận lợi cho công việc và cuộc sống. Tượng thiềm thư không chỉ mang lại vận may mà còn hỗ trợ họ xua tan những điều không tốt, tạo điều kiện để họ tiến xa hơn trên con đường thành công và hạnh phúc. Tỳ hưu, tượng tỳ hưu linh vật chỉ ăn tiền vàng trang sức, đã từ lâu trở thành biểu tượng của sự chiêu tài và cầu lộc đối với người tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Tượng tỳ hưu không chỉ đại diện cho khả năng thu hút tài lộc mà còn có sức mạnh ẩn giấu để hóa giải những thách thức và khó khăn. Đặt tượng trên bàn làm việc, người mang mệnh đại hải thủy có thể hướng tâm trí mình vào những điều tích cực và thuận lợi. Điều đặc biệt về tỳ hưu là không có hậu môn để thải ra điều này, mang ý nghĩa rằng biểu tượng tỳ hưu không chỉ thu hút tài lộc vào trong, mà vẫn giữ chặt và bảo vệ chúng khỏi bị mất mát. Với mệnh đại hải thủy, điều này thể hiện khả năng tạo ra và kích thích tài sản một cách thông minh và bền vững. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá, quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Mậu Tuất sinh 1958 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Hồ lô phong thủy. Hồ lô phong thủy là một sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và tâm linh, có thể có tác dụng tích cực cho người mang mệnh thủy và tuổi Mậu Tuất sinh 1958. Hồ lô có thể giúp hóa giải tài khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực trong môi trường và mang lại không gian yên bình, thanh tịnh. Hồ lô thường còn được xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và tài lộc. Với mệnh thủy của người tuổi Mậu Tuất sinh 1958, hồ lô có thể giúp thu hút cơ hội tài chính và tạo ra sự thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra, hồ có thể mang lại cảm giác bình an và bảo vệ cho người sử dụng, đặc biệt với sự ổn định của yếu tố thủy trong mệnh.
hồ lô có thể tạo nên một tâm trạng yên bình và tự tin. Tượng ngựa, ngựa được biết đến là con vật trung thành với bản tính dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh, nên nó được xem là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Tượng được chế tác rất tỉ mỉ, tinh tế với nhiều chất liệu như đồng, đá tự nhiên. Tượng ngựa phong thủy không chỉ là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa quan trọng về lãnh đạo và thành công. Việc đặt biểu tượng trên bàn làm việc có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển tài chính và năng lực của chủ sở hữu. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.